Hi, chào cả nhà. Bữa nay thì mình sẽ thử thách ăn hết một cái cục chocolate này. Chocolate này, cái loại này là super size. Còn cái loại này là loại bình thường đấy các bạn. Đó. Còn cái loại này là loại jumbo. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra. Mình cũng chưa bao giờ ăn cái này hết luôn á. Nó giống như là một chiếc băng ở trong này vậy đó. Wow, ok. Và trong đây nó có bốn cái bình thường và một cái chocolate bự như vậy đó. Đó. Bây giờ thì mình sẽ bỏ ra đây đi. Cái loại này không có ngọt, mình rất là thích ăn. Bây giờ mình sẽ ăn cái loại nhỏ trước. Cho anh em cầm thôi nha. Nên ăn không được đâu. Ở trong đây á thì có đậu phộng với lại chocolate với lại cái cục gì đó mình cũng không có biết nữa, nhưng mà rất là ngon các bạn, nó giòn giòn. Bự lắm, không mình ăn nổi luôn. Đây là cục thứ hai của mình. Mình tưởng á là có cái cục bự ở trong đây, nhưng mà ở trong thì nó có bốn cục nhỏ với lại cái hai cái miếng này thôi. Mình hay mua cái kẹo này về để có tiệc hay là gì cũng rất là dễ. Bây giờ thì mình sẽ thử cái này nha, coi nó ăn có giống như cái loại nhỏ này không. Gì cơ? Ăn, nếu ăn bánh đi, nếu ăn bánh của Nam đi. Cái này là của cô mình tặng cho ngày Christmas đó, chứ mình không có mua. Còn đây là cục thứ tư của mình các bạn. Ăn nhiều thì ngọt, nhưng mà ăn một hay hai cái thì ngon, chứ ăn nhiều quá đó rất là ngọt. Mình ăn hết bốn cục rồi các bạn, với lại một miếng nhỏ ở đây. Chắc mình ăn không có nổi đâu, tại vì rất là ngọt. Các bạn nào mà chưa có đăng ký kênh mình thì nhớ ủng hộ. Hẹn các bạn trong video lần sau. Cảm ơn, bye.